xin test và giới thiệu đến quý vị đôi loa Boost 10.2 trơn của Mỹ. Một đôi loa có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke trong gia đình rất tốt. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông số của dòng loa này trên mạng Internet. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị thân mến, đôi loa này rất đẹp, đẹp xuất sắc, không có bất cứ một lỗi lầm gì cả. Tôi chỉ chưa lau để cho nó sạch sẽ hơn thôi. Nó có hai bát trong mỗi thùng, một bát đánh ngửa và một bát đánh ngang. Ở dòng loa này nó không sử dụng lỗ thông hơi như quý vị đang thấy, mà nó sử dụng cả một khe thông hơi, tức là gọi là khe ván hở. Cọc tiếp nhận tín hiệu của nó lại nằm ở dưới đáy loa, tức là chúng ta phải để loa nằm xuống mới có thể buộc dây tín hiệu vào được. Dòng loa này khi hát karaoke, giọng của người hát rất là hay. Quý vị có thể xem lại các clip tôi đã test ở trên mạng. Đôi loa này có giá hơn 10 triệu đồng, một mức giá rất dễ chịu. Xin nhắc lại với quý vị, đây là đôi loa Boost 10.2 trơn của Mỹ. Loa Boost 10.2 trơn. Mọi chi tiết xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.